Chào mọi người nha. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách phân bón cho cây mai mini nha các bạn nha. Và cách chăm sóc đơn giản cho nó thôi nha các bạn nha. Đây là cái máy cây mai mini mà hôm mình xả hôm đó 17 mình nè các bạn. Ha, 17 mình nha. Bữa nay là 11 12 mình gì á, nói chung là khoảng 24 25 ngày. Các bạn coi tàn là cỡ này nha. Ha, lá ra cái này nó và nhìn lá hơi yếu yếu, hơi vàng vàng, nó không mạnh khỏe lắm nha. Tùy theo cây nha. Tại cái mai này khi cho bông nó nhỏ mà cho bông nhiều quá các bạn, đường mình yếu hơn bình thường nha. Với lại cái lá mà cái chỗ mình cái đầu mình ngắm mình bấm không nè các bạn, lá nó ra nó cũng không mạnh như mà cái thằng bấm sau, bấm sau những lá sau ra mạnh hơn nè các bạn ha. Rồi phần đó nó xa bỏ nó qua đi, đây phần nó sử dụng nó rồi. Rồi mình sử dụng cho nó cử đầu tiên là 30-10-10 nha các bạn, 30 NPK 30-10-10 cộng te nha, kết hợp với cái tăng tăng này nha các bạn nha, tăng này nha, nhiêu đây thôi các bạn, mà không có nhiều nha, kết hợp chung với này nha. Tăng này bình thường nếu mai lớn mình bỏ gốc nha các bạn nha ha. Còn cái mai bonsai mini này thì mình trộn mình tưới nha các bạn, pha chung với nước mình tưới nha. Đây cái này mình cứ làm theo liều lượng sản xuất đi các bạn nha. Cái này nó hướng dẫn mình là liều lượng của nó là 10g 30g trên 16 lít nước ha. Thì bây giờ mình pha cho nó là khoảng 20g trên 16 lít nước thôi nha các bạn nha. Tại nay mai nhỏ mình mà đầu năm mình pha loãng chút nha, không cần pha đậm nha. Ha. Pha chung với này là pha chung với này, thằng này một nắm nhúm vậy thôi ha. Một nhúm vậy mình cũng pha chung với 20 lít nước. Thằng này thì mình lấy 30g mình pha chung với 20 lít nước luôn nha các bạn nha. Ha. Còn cái mà các bạn canh nó được 20g trong đây thì các bạn cứ nhắm đi, hũ đi là hũ 100g nha. Cái loại này là mình cứ nhắm chừng nó khoảng 30g mình bỏ cho nó thả ít hơn chứ đừng cho dư nha các bạn nha. Tốt nhất cho dư nha, cho ăn ít thôi đừng cho ăn nhiều quá, các bạn cho ăn nhiều quá nó bị bội thực nha. Nhớ kỹ nha. Rồi pha chung với 20 lít nước hàng này luôn rồi tưới nha các bạn nha. Đây. Chung đây luôn nha. Cái thùng B này là nó 20 lít nước nha các bạn. Cái này nhắm chừng ở bên trong đó nè bạn. Bên trong đó là bột nè nha. Ha. Canh nó 30g thì cái hũ này 100g thì mình chia ra được 3 lần. 3 lần hơn 3 lần nha các bạn nha. Hũ này thì mình xài hết miếng rồi thì giờ còn tính nó 3 lần thôi. Cho nên cho 20 lít nước. Chia làm 3 nha. Cái này tự các bạn nhắm đi nha chứ mình cũng không có, trong đây nó không có đo lường đâu nha. Các bạn hỏi tôi sao đo được cái này thì các bạn tự canh sao đo nha. Đo sao được 30g thôi nha, nhớ nha. Mà quên nữa nha các bạn, cái loại 30 10 10 này nó có hai loại nha các bạn nha. Mình không nói cái hiệu này nha, nhưng mà nói cái N3K 3 NPK 30 10 10 cộng te này nó có hai loại. Một loại bột như vậy ha, loại bột này để mình pha. Loại để mình pha nó mau tan hơn nha các bạn, với một loại viên giống vậy nè các bạn. Loại viên giống vậy là người ta bán viên giống vậy nè, tại cái này nó đặt rồi nha, nó ra viên vậy nè các bạn. Đây, viên nó nhỏ nhỏ vậy nữa nha. Là nó người ta bán một bao 50 kg. Cái loại đó đi dành bón gốc ngâm cũng được nha các bạn nha. Nếu để viên dành bón gốc thì nó chậm tay hơn, để xài từ từ hơn. Nhưng còn nếu mà mình muốn ngâm cũng vẫn ngâm xài được, vẫn xịt qua lá được và vẫn xịt bỏ gốc được nha các bạn nha. Vẫn bỏ gốc được và phun qua lá được nha. Nó hai loại nha, nhưng mình xài cái loại mai nhỏ nhỏ, xài loại này cho nó tiện hơn bạn, với lợn ít á. Mua này tiện hơn, còn khi người ta bán bao bự không à. Có chỗ không có bán lẻ không, mình biết có chỗ bán lẻ chỗ không nha. Ở vùng mình thì mình không thấy cái loại đó bán lẻ nha các bạn. Chỉ có bán loại này thôi, cho nên mình mua loại này. Còn chỗ các bạn có nếu bán ký á, bán lẻ ký thì các bạn mua ký xài cho nó đỡ tốn tiền. Ký đó thì vẫn rẻ hơn hũ này nha các bạn. Cái hũ này bữa mình mua nhờ không nhớ nhiều nữa, như hai mấy ngàn, hai mươi mấy ngàn gì á. Các bạn nào mua mà không có thì các bạn vô trong cái phần mô tả trong clip nha các bạn, mình có để đường link dẫn đến cái chỗ bán này nha các bạn nha. Để các bạn vô đó các bạn mua nha. Đây. Này 20 lít nước. Cái phần lần viên này nó chậm tan lắm các bạn nha. Nè. Cái thằng này nó chậm tan nha. Nếu các bạn mà cái mai bạn ít hơn mà pha lần 20 lít nước vậy á, mà không sợ nó không có đủ mà nó thứ dư á, là pha nhiều quá nó dư thì các bạn pha vô cái bình nhỏ hơn, các bạn tự chia liều lượng chết lại nha. Đó tự chia nha. Này thì mình hơi nhiều cho nên mình pha thùng này sợ thứ chưa chặt đủ nữa nha các bạn nha.
cỡ này cỡ đầu tiên nha. Cái này là mình coi lá mình tưới chứ không phải là cứ 20 ngày 30 ngày mình tưới nha các bạn nha. Coi lá tưới nha. Trong đây có gốc nào mà nó lá nó ra nó tương đối cứng thì mình mới tưới nha các bạn nha. Còn những cái lá mà cây mà nó ra yếu là lá nó còn nhỏ, trời non mới ra là không tưới nha. Đây, lá cỡ này thì mình tưới nè. Nè, lá cỡ này tưới nha, mình sử dụng cốc 85 được luôn nha các bạn nha. Cỡ này bắt đầu cho ăn phân được rồi nha. Lưu ý nha các bạn, có nhiều bạn cho nó thêm cái phân viên, phân gà hay phân hữu cơ các bạn. Cái phân viên, phân gà hoặc là phân hữu cơ, cái phân trước mình chia là phân bò hay phân dơi gì đó thì các bạn vẫn kết hợp tưới này được nha các bạn nha. Tại cái đó nó chậm tan lắm nha. Nha. Nhớ kỹ nha, vẫn tưới được nha, bỏ phân viên đó. Vẫn tưới kết hợp thêm này nha. Thằng này thì nếu mà tưới này không á, bây giờ vẫn sử dụng phân bón rễ nha các bạn nha. Chứ mình chưa ngưng phân bón rễ, lúc trước là một tuần mình tưới một lần phân bón rễ. Bây giờ là cái phân bón rễ tưới một tuần. Rồi tuần sau thí dụ tới cử tưới phân bón rễ nữa, không tưới phân bón rễ mình chuyển qua mình tưới cái phân này nha các bạn nha. Là cái tuần, cái tuần này tuần kia ha. Chứ không ngưng. Còn cái phân hữu cơ thì các bạn cứ bỏ đều cho nó. Phân hữu cơ thì cứ bỏ quanh năm. Ăn cái hữu cơ phân viên á, phân dạng phân viên, viên nén á, hoặc là phân bò nghe các bạn. Tại cái đó ăn chậm cho nên các bạn cái này là bổ sung thêm, cho nên mình pha cái này luôn luôn loãng chứ không có pha đậm đặc như mà theo người ta sẽ hướng dẫn nha. Người ta hướng 30g thì mình pha 20g thôi nghe các bạn nha. Ít thôi cho nó ăn từ từ nha các bạn nha. Khi các bạn cho ăn từ từ thì bộ lá này nó sẽ xanh lực từ nha các bạn. Nó xanh và bộ lá sẽ ra sao rồi nè. Những lá ra sao này nó sẽ to lớn hơn bình thường nha các bạn nha. Ha. Nhiều loại cứ nôn nóng mà sợ mà cứ bỏ sớm á, cái mai mới ra có chút xíu là bỏ quá trời phân. Là có nhiều bạn hỏi mình cái gì nói chung là các loại phân bón rễ các bạn đều bỏ, và các phân hóa học cũng bỏ, và phân hữu cơ cũng bỏ. Cái mai nhỏ nhỏ mà các bạn bỏ quá trời nhiều phân vô đầu năm thì nó rụm nha. Có nhiều bạn lạm dụng phân dữ lắm, lạm xài vừa thôi, ít thôi, từ từ nha, đừng có lật đật. Cái gì nó phải có thời gian, cái lá nó hơi vàng yếu vậy các bạn muốn cho nó xanh lè xanh lét liền thì không có đâu nha. Muốn xanh cũng từ từ nha, nó xanh là do cái lân nha các bạn nha. Cái lân nó quên nói cho các bạn nha. Cái lân viên hồi nãy á, nó có công dụng của nó đó là vừa làm cho xanh lá và vừa làm dày lá luôn nha các bạn nha. Còn cái 6 băm sao cái 30 10 10 này á, nó là chức năng 30 nó là đạm, 10 10 còn lại là lân và kali. Te là đa trung vi lượng. Ha, Se của nó sao á? Thì cái đa trung vi lượng thì cái đó các bạn muốn biết thì các bạn lên Google search đi, chứ giải thích thì lâu lắm ha. Còn cái đạm á thì nó làm cho cành nhánh này nó dài ra. Cành nhánh nó phát triển nó dài ra để cho mai nó đủ tàn, mà đủ tàn á. Còn lân có tác dụng làm cho nó, nói chung là cái gì nó cũng phải có thứ miếng miếng á. Lân nó làm cho lá nó xanh và nó dày lá lên hơn nha các bạn nha. Bởi vì đầu năm mình xài cái NBM không, bộ lá nó không bao giờ nó xanh mà nó đẹp được như lá mới ra đó. Nó còn yếu, thứ nhất đó là cây nó còn yếu, cái thứ hai là bộ lá nó cũng vẫn còn thiếu lân, thiếu đồ với mấy cái đó trung vi lượng nhiều lắm các bạn. Tại chỉ xài cái chỉ phân bón rễ không à, cho nên bộ lá nó sẽ không được đẹp nha. Bắt đầu từ bây giờ mình vô phân, mình đi phân là lá nó đẹp đẹp từ từ lại nghe các bạn nha. À, còn cái gốc 85 thì các bạn tưới bữa nào mà các bạn tưới phân nè thì ngưng gốc 85, cách ngày các bạn làm nha. Thí dụ bữa nay tưới gốc 85 thì ngày mai mình ví dụ chia cử nha, là cứ ngày cách ngày cái thuốc này mình cách qua ngày mai mình tưới cái thằng khác, chứ không có pha chung một lần nha các bạn nha. Pha chung một lần vẫn được, nhiều bạn vẫn hỏi mình mà rất là nhiều người hỏi luôn có pha chung một lần được hay không, thì mình nói là được, nhưng mà điều con gái là không tốt và không nên. Tại vì nếu pha chung một lần cây thì nó không chết các bạn, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái loại thuốc, cái tác dụng của thuốc với phân nha. Tại nó làm như nó mất chất của cái thằng nào đó đi, cái đó thì mình không giải thích được các bạn. Cái đó thì muốn biết thì mấy ông kỹ sư nông nghiệp cũng giải thích cho nghe, chứ mình không có phải kỹ sư cho nên không giải thích đó được nha. Chỉ mình chỉ chia sẻ theo kiểu kinh nghiệm mình biết thôi, chứ còn chuyên sâu quá thì không rành nha. Cái đó các bạn thông cảm nha, nhiều bạn hỏi tới quá mình trả lời không được nha. Tưới này thì có hai cách tưới nha các bạn nha. Cái này nè các bạn, cái này là nó để là phân bón lá nha. Nha. Phân bón lá. Nhưng mà mình tưới gốc vẫn được nha các bạn nha. Chứ không phải là tưới gốc không được nha, vẫn tưới gốc được. Nhưng mà cái này là mai nhỏ này mình kết hợp cả hai, vừa tưới gốc và vừa bón lá. Mình pha ra vậy là tưới gốc bón lá luôn, thay vì mình lấy cái bình này nè. Mình tưới vô gốc, mình tưới trên lá ha, mình phun trên lá. Phun nha. Để các bạn mình cứ hay lộn với phun với tưới hoài. Phun qua lá nha. Phun là cái xài cái bình này phun lên lá cho ướt cái lá này nè. Nó là phun sao cho nó ướt luôn cái gốc á thì tốt, nhưng mà như vậy thì nó sẽ lâu nha các bạn. Nó sẽ lâu hơn, nó mất rất là mất thời gian. Cho nên mình xài là thằng này mình phun qua lá, mình bỏ cái bình mình phun lên lá và mình kết hợp thì mình tưới gốc nữa nha các bạn. Là hai trong một nha. Tại mình phun vậy nó đỡ mất thời gian hơn. Chứ còn cầm cái bình mà xịt cho ướt luôn cái bộ rễ này thì lâu lắm nha các bạn nha. Đây. Tưới thì vậy đơn giản các bạn. Coi những cái cây mình như vậy nè. Ha. Những cây bộ lá vậy, ở trong đây mình có những cây lá nhỏ nhỏ vậy là mình chưa xài nha các bạn nha.
nha. Những cây lá nhỏ này chưa xài đâu nha, những cây này lá ra chút xíu, nó dài dài chút. Thằng này chắc 4-5 ngày nữa mình xài được rồi nè. Như những cây này xài được nè, cây này là cũng xài được nhưng mà không cần thiết, chưa cần thiết nha các bạn nha. Như thằng này là xài được rồi nè các bạn, lá ra nó già cứng rồi ha, nó xanh lá đậm hơn nhiều ha. Như thằng này cũng xài được nè nha. Đó, tưới thì các bạn thứ gấp ướt gấp tưới như bình thường thôi, múc từng ca đi tưới như vậy ha. Không đâu có gì đâu, không tưới xong rồi. Còn thằng này thì các bạn kết hợp phun ướt và lá, mình lựa từng cây mình tưới nha các bạn nha. Tại vì đám mai này nó không có đồng đều, như không có cây mai nào mà nó phát triển đều đâu các bạn. Có cây nào nó buông sớm, cây nào mạnh thì nó buông sớm, cây nào yếu thì nó buông trễ, cho nên mình tưới mình cũng lựa nha các bạn nha. Làm đồng loạt thì chờ lá nó ra cứng hết thì làm đồng loạt được, còn giờ thì mình lựa chút xíu, những cây còn lại thì mình cho phân bón rễ ha, phân bón rễ là bình thường, cho lá nó ra cứng cứng chút xíu rồi mình làm lại, rồi mình cho nó vô phân sao ha. Vậy thì phun thôi, đâu có gì đâu. Phun về thôi chứ đâu có gì các bạn, thấy không? Thấy không? Lựa những cây này cái mình phun lên, còn cái phun cho ướt thôi nha các bạn nha. Phun ướt lá, ướt thân, ướt vậy cũng không sao nha. Tại vì nước, nếu mà giờ các bạn biểu mà phun về cho tới ướt cái gốc mà nó đã thấm hết gốc thì lâu lắm các bạn. Cho nên mình phun lá trên đền, mình phun lá dưới nè. Ở dưới thì mình xài cái này mình tưới. Đó, vậy thôi. Đơn giản ha. Rồi, chỉ đơn giản thế thôi các bạn, chứ không có gì đâu. Còn cái phân từ từ nha, từng cử đi phân thì mình sẽ chia sẻ các bạn sao nha. Làm tới đâu thì mình chia sẻ tới đó nha các bạn. Chứ chia sẻ một lần thì nó hại não lắm nha. Cho nên mà các bạn nào không có thời gian á, thì vô là coi là clip mà phân bón cho mai cả năm dành cho người không có thời gian á. Cái đó là cơ bản nhất để dành đủ cho các bạn xài nha. Cái đó thì vừa xài cho mai tàn được. Mai tàn là mai dảo á, dảo lớn á. Với xài cho cái mai bonsai mini này được luôn nha các bạn nha. Được nha, nhưng mà chỉ khác nhau cái là lúc pha nước cái mai bonsai này bộ rễ nó không bao giờ mạnh bằng cái mai dảo mai tàn được các bạn. Cho nên mình chủ yếu là mình pha cho nó loãng ra vậy, làm cho nó hấp thu tốt hơn là được các bạn ha. Nó hấp thu tốt, nó hấp thu nó mau hơn. Chứ còn mình bỏ viên thì nó hấp thu nó không có bằng cái pha nước này các bạn. Thế bỏ viên thì khoảng 10 tháng, 10 bữa nửa tháng mình bỏ lần. Nhưng pha nước này thì tuần lễ mình tưới lần ha. Nó loãng loãng thôi, từng làm lần. Rồi. Clip này chỉ có chia sẻ với các bạn như đó thôi nha các bạn nha. Mình tạm dừng clip đây luôn nha. Nếu các bạn yêu thích video này nhớ cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ và đừng quên bấm vào chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký nha để nhận những thông báo mới nhất trên kênh của mình nha các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.